Bạch sư phụ, hôm qua trên đường đi đến đây thì con đi với hai vợ chồng của một người của người bạn của con, thì anh có nhờ con lên hỏi sư phụ một câu ở trong kinh Pháp Môn mà hôm qua con quên mất. Thì hai vợ chồng của anh này thì đi dạy cho nên hôm nay anh không có tới được, con xin hỏi ghi băng mai mốt con đem về cho anh nghe. Thì anh thắc mắc ở trong kinh Phổ Môn có một cái sự việc là ngài Vô Tận Ý Bồ Tát đem cúng dường cho ngài Quan Thế Âm Bồ Tát một cái sâu chuỗi anh lạc rất là giá trị. Thì ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ban đầu thì không nhận, nhưng sau đó thì Đức Phật Thích Ca mới khuyên nên vì thương tứ chúng mà nhận cái chuỗi anh lạc đó, thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới nhận, và sau đó thì chia ra hai phần, một phần dâng lên cúng dường tháp của Phật Đa Bảo, một phần thì dâng lên cúng cho Phật Thích Ca. Thì anh thắc mắc là như vậy có ý nghĩa gì, bạch sư phụ từ bi giải đáp cho. Cái cúng dường á ha, Theo Giáo Môn cũng còn có nói là cái bằng tâm luôn thể không á, không có người mà cúng, không có người nhận, với ở giữa đó không có cái tài quả cúng nữa, tức là ba cái bằng tâm luôn á, ba thứ đó thể không á, thì bằng đầu á không nhận á là lễ mà hiển thị cái thể không. Sau này nhận á là đại chúng sanh á gieo trồng cái thiện căn phước đức. Thì cái ý vậy thôi à.